Quý vị đang đến với chương trình Siêu Quậy Tí Hon, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty Đồng Tây phối hợp thực hiện. Con gái thì ở nhà con có thường giúp ba mẹ làm việc nhà không? Con giúp mẹ làm cái gì? Bếp đồ. Bếp đồ, rồi gì nữa? Nấu cơm. Quét nhà. Nấu cơm không? Chẻ củi. Gánh nước. Mấy con cực nhọc quá. Rồi, bây giờ nếu như giả bộ mẹ nhờ các con thay tả cho em bé, các con làm được không? Chắc không. Bây giờ như vậy, tất cả chúng ta sẽ cùng bước vào Siêu Quậy Tí Hon ngày hôm nay với trò chơi thay tả. Nghe đây, chúng ta sẽ có 2 phút 30 giây dành cho cả ba bạn. Các con sẽ tháo tả cũ của em ra, bôi phấn cho em ở mặt trước, mặt sau. Và sau đó các con mặc một cái tả mới vào cho em. Nhớ nha, ai mặc nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người mặc kế tiếp sẽ nhận được 2 điểm. Và người chậm nhất chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Nào, bây giờ thì các con có 2 phút 30 giây cho việc thay tả. Bắt đầu. Mở tả của em ra. Mở đi con. Thay tả cho em. Mở ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Bôi phấn cho em bé. Bôi sau lưng cho em bé nữa. Con mặc cho em đi. Tìm miếng băng keo. Rồi, dắt cho em. Bên đây nữa. Con sao? Thì con cố gắng con mặc cho em. Con nhắc em lên, con đặt cái tay xuống. Cứ lên nha. Rồi, chú Toàn sẽ kiểm tra từng bạn một nha. Đầu tiên của đội màu đỏ xem nào. Xem có rớt không ha. Cái tả của con đang rớt dần nè, con thấy chưa? Rồi. Xong. Đội màu vàng. Chưa có chính xác lắm nhưng mà thôi tạm được ha. Thế đội màu xanh. Con có biết là em bé phải mặc tả ngay chỗ nào không? Ngay đây hả? Thôi vậy thì con mặc đúng rồi. Rồi, vậy thì bây giờ điểm số của cả ba đội sẽ là: đội màu đỏ, con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Chúc mừng con.
đội màu xanh cho nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và con gái, con làm rất nhanh nhẹn, con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Chúc mừng các con, và chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ quay trở lại xem các em ở giải vô địch Hạng Long như thế nào rồi. Trò chơi thay tả dưới có điểm như sau: đội đỏ 4 điểm, đội xanh 3 điểm và đội vàng 5 điểm. Chúc mừng đội vàng đã vươn lên. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch Hạng Long. Và các thí sinh đã giải vô địch Hạng Long sẽ cùng tham gia một phần thi rất quen thuộc, đó là thi uống sữa. Come on. Khám phá điều bất ngờ rất vô mốt. Uống vô mốt vào để có cơ hội trúng 3 MacBook Air, 7 iPhone, 15 kính mát MP3. Biến những hạt gạo thơm ngon thành những sợi bún mềm dai, thêm thịt nguyên chất và nhiều rau tươi. Mình gọi là bún cua tắm. Ngon quá. Nhờ bún cua tắm đó. Bún cua tắm không chỉ là cổ tích. Làm gì có mì ngon như Hảo Hảo. Hảo Hảo ngon bổ rẻ, lại có nhiều hương vị hấp dẫn. Hảo Hảo danh bất hư truyền, càng ăn càng nghiện. Hảo Hảo hai hương vị mới, thịt băm và vịt hầm. Ôm đất ngày trong vòng 2 phút 30 giây, thí sinh nào uống sữa nhanh nhất sẽ nhận được 3 điểm. Người về nhì nhận được 2 điểm và người cuối cùng chỉ nhận được 1 điểm mà thôi. Và mỗi thí sinh sẽ được cung cấp một bình sữa với thể tích như nhau là 60ml. Và 2 phút 30 giây cho phần thi uống sữa bắt đầu. Giỏi quá ta. Đôi màu đỏ con làm rất nhanh. Đúng rồi. Thanh ơi, nằm xuống lẹ lên, nằm xuống, hay quá. Rồi, uống sữa đâu, uống sữa chứ tôi coi. Thanh uống nhanh nha. Wow, đưa cho chú Toàn coi đó hả? Giỏi quá ta. Rồi, ôm cái bình chờ chú Toàn một chút. Chú Toàn đi xem xét hai bạn còn lại nào. Con uống thêm bình nữa không? Uống thêm bình hết rồi hả? Con giờ con uống thêm bình nữa không? Rồi, trả con. À, bạn Quân. Thanh thì sao, uống nhanh lên. Uống nhanh lên con. Giỏi đâu. Hay quá. Hết rồi. Và chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Bạn Nga đang đưa bình sữa lên cái bàn coi. Giỏi lắm, con làm rất giỏi đấy con. Còn Quân, đâu bình sữa của con đâu? Rồi, thế còn bạn Thanh, bạn Hân,
Rồi thôi con tiếp tục uống đi, chúng ta biết tất cả rồi, con uống tiếp đi. Và vậy thì đội màu vàng con nhận được 1 điểm về cho đội của mình. Đội màu xanh nhận được 2 điểm. Và đội màu đỏ con nhận được 3 điểm về cho đội của mình. Rất là giỏi. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng trở lại với các thí sinh đã giải vô địch hạng đôi. Trò chơi uống sữa, đội đỏ 7 điểm, đội xanh 5 điểm và đội vàng 6 điểm. Chào mừng quý vị. Chiến công của Hưng Đạo Dương đúng là trang số 9 rồi, con cầm lên. Và bây giờ các bạn đã rất là giỏi khi mở được tờ báo ra khá là nhanh chóng so với đợt này. Và điểm số của chúng ta sẽ như sau. Bạn gái, con làm rất nhanh và tìm được trang số 9 đầu tiên. Con nhận được 3 điểm về cho đội màu xanh. Chàng trai màu vàng và màu đỏ hầu như cùng mở được cuốn báo cùng một lúc. Tuy nhiên, việc đưa trang số 9 lên đầu tiên cho chú đoàn xem lại thuộc về đội màu đỏ. Con nhận được 2 điểm về cho đội của mình. Và đội màu vàng, con chậm hơn một chút xíu. Chúng ta sẽ cố gắng ở phần thi tiếp theo. Con nhận được 1 điểm cho phần thi này. Con làm thì các bạn hết hồn. Không sao, sao rất là giỏi đúng không? Quý vị hãy cổ vũ cho các thí sinh của chúng tôi như vậy. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại họ ở giải vô địch hạng nặng tiếp theo. Trò chơi tìm tin tức. Đội đỏ 11 điểm, đội xanh 11 điểm và đội vàng 8 điểm. Chào mừng quý vị trở lại với giải vô địch hạng nặng. Và đương nhiên sẽ là 3 thí sinh rất quen thuộc của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay họ sẽ đến với chúng ta trong một trò chơi chơi gôn kiểu mới. Mỗi bạn sẽ được phát một bộ gậy đánh gôn. Nhiệm vụ các con là sẽ đánh 2 quả banh thôi. Nhớ nha, dùng gậy đánh gôn đưa 2 quả banh từ vạch xuất phát đến phía trên này và đưa lần lượt từng quả banh vào trong lỗ gôn. Ai đưa được 2 quả banh vào lỗ gôn trước sẽ là người chiến thắng và nhận được 3 điểm. Người dày dày nhận được 2 điểm thì người cuối cùng đương nhiên là nhận được 1 điểm. Ai sẽ là người chiến thắng? Giơ tay lên. Ai là người dày chót? Giơ tay lên. Thôi mà các bạn dơ vậy. Đồng ý không? Nào các bạn, mỗi bạn cầm lấy một cây gôn mà các bạn thích. À, chú Toàn cũng giúp cho bạn gái nha. Trời. Dạ. Trò chơi chơi gôn kiểu mới bắt đầu. Cẩn thận nha. À, bạn áo vàng còn xuất phát rất tốt, đưa vào lỗ mới khó nè. Không dùng tay ha, không dùng tay nha. Áo xanh. Ừ, tiếp tục với quả thứ hai con. Sự khéo léo thì hình như chú Toàn thấy là các bạn gái cũng vừa. Thế còn 2 chàng trai. Sao chàng trai phải có chiến thuật con làm nhẹ nhàng sáng, trong khi 2 chàng trai chúng ta đang vất vả với quả banh thứ nhất thì bạn gái đã đưa được quả banh thứ hai. Chàng trai áo vàng đã bắt đầu với quả banh thứ hai rồi bạn gái. Căng thẳng nha. Bây giờ áo vàng đã đuổi kịp bạn áo xanh rồi, nhưng không biết ai là người đó. Áo xanh. Trời ơi, không được dùng tay. Chàng trai áo vàng cố lên. Bắt đầu với chiếc trái thứ hai rồi kìa con. Con đánh gôn đi, đánh gôn đi. Rồi để đó đánh gôn đi con. Áo đỏ đang lên, áo đỏ đang lên toàn con rồi áo vàng cẩn thận. Wow, chạy về chỗ. Thế còn chàng trai áo đỏ. Đánh lên nào. Wow.
cây gôn lại. Đúng rồi, đẩy vô. Hay quá. Đẩy vô chỗ của mình. Mời ba gôn thủ theo chú Toàn bước ra đây. Các con rất giỏi và đều hoàn thành được công việc của mình cũng khá là vất vả, đúng không? Vậy thì bây giờ điểm số cả ba bạn lần lượt sẽ là đội màu đỏ con nhận được 1 điểm về cho đội của mình, đội màu vàng con nhận được 2 điểm về cho đội của mình, đội màu xanh bạn gái con rất khéo léo và con nhận được 3 điểm về cho đội của mình.